Mày đang đâu vậy? Rảnh không qua tao nhậu. Mua bia bọt mời màng sẵn hết rồi nè, đợi mày hết á. Qua nhà nha. Alo Hiếu hả? Qua nhậu gấp mày. Đợi rồi, 10 phút. Ok. Chăm nha. Về nhé. Tâm nha. Tao về. Về. Mấy đứa này nhỏ yếu quá. Mới có 20 lon, cái nào không về. Rượu vào thì lời ra, đôi khi ta mang họa. Xăm soi người đánh giá, vội vàng để xa ta. Dù chỉ thuận miệng thôi. Alo. Mày hả? Qua tao nhậu đi. Nhớ tụi mày quá. Qua nhanh nha. Ta không xin dùng. Trên môi đừng dễ dãi. Buông câu tục thô nghe không. Vì đời chẳng nhìn xa khi lời mình đã nói. Khiến người đời không thích và không muốn nghe. Đời thì khó cảm vì những lời ta nói. Đôi khi nói tục thuận miệng làm hại đến phương. Cần phải biết nơi nào, vào ngay phút nào. Giữ cho ta chút thiện cảm từ người nghe. Dù mình đã bao lần làm những điều rất cố. Xíu nó về đường nhớ cẩn thận như này. Mày cứ yên tâm, tao còn tỉnh lắm. Về nhà mày nhậu nè, vừa vui này vừa rẻ này. Tụi bay á
nhậu nhà tao á thì sướng, còn vợ tao thì khổ. Tụi bay say xỉn á thì tụi bay đi về nhà, tụi bay ngủ, còn vợ tao thì ở lại dọn cái đống bừa bộn của tụi bay. Chưa kể tụi bay say xỉn vô là ăn quản cái tụi bay nhậu luôn vợ tao nữa. Tụi bỏ nha. Nghe mày nói như vậy tao thấy nguy hiểm quá. Tao cũng hay tới bà về nhà nhậu nữa. Từ nay nhậu á, từ nay tôi đi mình mang nhà tao về quán mới nhậu đi ha. Vậy á cho nó cách ăn rồi. Làm trước nha. Ừ, anh biết rồi. Lát cũng đi giờ nè. Nhớ sáng nha. Alo. Em hả? Dạ em rảnh không? Ừ, qua nhà anh liền đi. Dạ đi làm rồi. Ừ, nhớ em không chắc. Qua liền nha. Ủa? Ông này không đi làm hay sao mà đồ mở thế này? Bà đôi dép của ai đây? Đây đâu phải dép của mình. Anh không đi làm sao? Tại nhà mà chỗ có nắm đâu, sai lại cởi trần thế kia. Hôm nay anh mệt quá nên anh xin về nghỉ sớm. Mà anh quen học mặc đồ rồi, vậy anh thoải mái. Mà sao về sớm vậy? Tại vì em đi đau bụng nên em xin về sớm. Rồi hả? Mà anh nè, hôm nay em về sớm, em cũng về sớm nữa. Em muốn có con. Hả? Bây giờ? Ừ. Sao đợi tối rồi em? Nhưng mà em muốn là... Hôm nay em vui không? Dạ em vui lắm. Anh á là người đàn ông tuyệt vời nhất của em đó. Thiệt. Anh là yêu thương em nè, quan tâm em, lo cho em nữa. Sao mà không yêu anh được? Lần này mà
phúc gia đình mình sẽ lớn lắm. Ba mẹ em ở nước ngoài về sẽ cho anh 3 tỷ để làm vốn đó. Thiệt hả? Thiệt. Nhưng mà anh phải ngoan cơ. Anh ngoan là không có đâu. Anh ngoan mà. Với lại anh cũng chán làm trong lương lắm mà. Có 3 tỷ là sẽ mở công ty riêng. Nhưng mà anh phải ngoan đó. Em mà có thì anh mèo mạp gà đồng với cô nào chết với em nghe chưa? Yên tâm, anh làm gì có. Em kể anh nghe nè. Bữa em đi đánh ghen dùng cái vợ bạn em đó. Em đâu hình đánh đấm gì đâu. Em dùng kéo cắt tóc, cắt quần áo của nó luôn. Cho nó khỏi về nhà luôn. Ghê không? Rồi em xử nó. Rồi em định xử anh giống vậy đó hả? Em xử nó trước rồi em xử anh sau. Coi chừng em đó. Nhưng mà anh đâu có vậy đâu. Vậy anh yêu em mà. Anh nhớ đó nha. Được rồi. Anh thật là tuyệt vời. Ngủ đi nha, em đi tắm đây. Em ơi, anh xuống nhà nha. Dạ. Chắc là chảy mất dép rồi chứ gì. Để xem là còn dám lấy phép với chồng tao không. Đợi anh có lâu không? Em mới lại đó. Anh đi chưa? Cho anh xin 50 anh. Anh xin lỗi chuyện buổi trước nha. Vợ anh về sớm. Từ giờ mình đừng gặp nhau nữa. Anh chỉ đến với em để tìm của nợ thôi. Không. Dẹp đi. Vợ anh xinh đẹp như thế, anh đã rất yêu vợ của mình. Gia đình chị ấy còn giúp anh mở công ty cơ mà. Anh đừng nói yêu em. Em thôi, thật đó. Hãy về với gia đình của anh đi. Nếu thật sự yêu em, hãy giữ cho em những cảm xúc chân thật. Vậy là được rồi. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Em. Đợi gì đi vợ về. Trời ơi ông nột cái quần nhau vô. Rồi em ơi. Đi đi mẹ. Rồi tựa vào. Tới luôn đi anh. Rồi thoại. Thoại gì? Nhưng mà em muốn mà. Bạn nào mở điện thoại chưa? Rồi quay sang. Nhưng mà em muốn mà. Trời xăm. Nhưng mà em muốn mà. Rồi. Nhưng mà em muốn mà hai bạn. Nhưng mà em muốn. Vũ nhìn cái mặt. Rồi, đi vào đi cưng. Đi bỏ dép ra thế. Đấy, đi vô đi.
Dạ được ạ. Rồi, anh nói. Vô nhà vô luôn, ôm luôn đi. Vũ nói trước đi. Vũ nói trước đi. Vũ nói trước đi. Vũ nói trước đi. Vũ. Từ giờ mình từng gặp nhau nữa, anh chỉ đến với em như của lạ thôi. Thì tự nhiên anh chỉ đến với em như của lạ là thật đó. Hãy về với gia đình của anh đi. Nếu thật sự yêu em, hãy giữ cho em những cảm xúc chân thật vậy là được rồi. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Em xe không đi. Em ơi, thay lớn lên. Rồi, 1, 2, 3, vô. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Em trả tiền nước đi rồi đi đâu đi. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Em chưa trả tiền nước mà.